Ngày 28 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit, công ty trách nhiệm hữu hạn FinCap VN và công ty trách nhiệm hữu hạn Sophie Solution về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm 2023, thông qua hai trang web trên, ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau gần 1 tháng triển khai thực hiện, công an đã phát hiện xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn, khởi tố 3 vụ với 17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến tín dụng đen, xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.